Thưa quý vị, mới đây thì các nhà khoa học của học Chile cũng đã phát hiện ra các vết tích về một loài voi cổ sống cách đây khoảng 12.000 năm có họ hàng với loài voi ngày nay. Và phát hiện này cũng sẽ giúp cho các nhà khoa học có thêm thông tin nghiên cứu về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với các loài động vật. Gompote, một loài voi đã tuyệt chủng có họ hàng với voi hiện đại ngày nay, có thể đã lang thang ở miền nam Chile từ hàng ngàn năm trước. Các nhà khoa học Chile đã phát hiện một số bộ phận còn sót lại của voi Gompontea có niên đại 12.000 năm ở gần hồ Tagua Tagua lạnh giá ở miền nam nước này. Voi cổ đại có thể nặng tới 4 tấn và cao 3 mét, khiến các nhà khoa học tin rằng chúng là mục tiêu của các cuộc đi săn theo nhóm của cư dân bản địa. Chúng tôi có thể thu thập nhiều thông tin từ việc khai quật này, như vậy biến đổi khí hậu và sự ảnh hưởng đối với động vật, những ảnh hưởng mà con người đã tác động đến môi trường có liên quan tới những gì đang xảy ra hiện nay. Theo các nhà khoa học, thì với khám phá này, họ có thể nghiên cứu sâu hơn về tác động của con người đối với khu vực mà ngày nay là miền Nam Chile, cũng như việc các điều kiện khí hậu thay đổi đã ảnh hưởng như thế nào đến các loài động vật tại đây trong khoảng thời gian cách đây hàng ngàn năm.